Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ dàn sưởi cho dòng xe Volkswagen Beetle, phiên bản Volkswagen Beetle từ 2006 đến 2010. Bộ dàn sưởi công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất với thương hiệu Đức Vemo. Chất lượng sản phẩm là chất lượng OEM, có nghĩa là chất lượng tương đương với chất lượng chính hãng. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.